Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Suffin Tiger trong phần chơi Valheim Updated. Hello, hello. Và trong tập trước thì chúng ta đã hốt The Elder. The Elder có làm gì không? The Elder. Ủa? The Elder Trophy. Ok, đây. Thấy em lạ The Elder Trophy đâu rồi thôi. Và có mấy con kia nữa. Lấy ra hết chỗ luôn mấy ghê. Đồ ăn đem đi chỗ khác đi. Cái đồ ăn đem đi chỗ khác. Hello. Rồi đồ ăn. Còn miếng da ở đây. Giờ vô đầm lầy nó quất cho xỉu luôn á. Để coi đưa đồ lên cái ha. Mới đi được. Gấp gáp gì đâu. Chúng ta chưa có thùng lớn hơn. Đi làm cái cung mới. Chắc chắn luôn. Nghĩ sao giờ này còn xài cái cung đó. Mà cung đó mà đi bắn con boss nó hay thiệt luôn á. Rồi đi chặt cây đi. Đi ra chặt cái cây fir wood. Đau nhanh hơn. Đâu cũng vậy. Chơi mà không có cung luôn, quá ngầu. Không bật kêu luôn. Chấp quá chừng chấp rồi còn muốn gì nữa. Đi chặt cây. Không phải cây này ha. Cây này cũng chặt được á, nhưng mà không phải cây này. Rồi cây. Né ra. Vì một cái thân bự thiệt bự mà nó rớt ngay trong người luôn. Là không biết còn cái gì không nữa đó. Đây toàn là cây bụi không. Gỗ thường thôi mà.
Tình hình chắc là để coi coi. Chúng ta đi đầm lầy hả ta? Chắc phải lên núi trước chứ ta. Đầm lầy hay lên núi? Không biết cái nào trước á, đi về cái khu mấy cái đá. Ủa mà tại sao mình phải đi ra đây cho nó xa vậy ta? Thiệt luôn á, mình có cái cửa dịch chuyển đi thẳng vô cái Shadowwood, cái gì đó, cái rừng luôn rồi mà. Chỗ đánh con boss á, thì phải đi bộ nó không ơi. Đi bộ tập thể dục. Vẫn là gỗ này. Kỳ vậy. Hoàng kỳ nha, kỳ nha. Nó là đó là cái cung lấy từ gỗ gì? Firewood bow. Firewood. Bộ làm được rồi mà. Còn quẩn nữa. Thế tình. Gặm sao giờ lock out hot sale cho nó nhanh. Lock sale cho nó nhanh, không biết có nhanh hơn được miếng nào không. Như human bow. Đây là đâu? À rồi, nó vẫn sale rồi. Phát ra là nó sale rồi. Nó không cho chúng ta tận dụng. Hiểu luôn. Kiếm với cái đó hả? Cái đó là meta gì? Cái đó là tùy con chứ các bạn. Mỗi một con nó có một cái chuyện khắc chế riêng. Chứ các bạn cầm cây đó mà lên ở những cái cấp độ cao hơn thì đâu có chơi được. Có cái cây này nữa nè. Chặt hết sức luôn chưa gãy. Ôi. Cũng là gỗ bình thường, không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Tự nhiên chạy đi qua bên đó. Trong khi chỉ cần chặt cái gỗ bird là xong. Thế lại chúng ta cũng đã có một mớ rồi.
Sao để đi coi coi bây giờ đầm lầy hay là núi tuyết? Chắc là đầm lầy trước. Đầm lầy trước nha. Thấy cái hình cái con này là đầm lầy nè. Còn bên đây là con rồng. Con nữa. Nhiều khi không nổi. Rết gì ghê vậy? Rết đánh bon mát luôn. Xa lắm đó. Phải vô đào sắt, nâng cấp độ lên đồ sắt thì mới vô đánh bon rết được chứ. Nét trôi phi cho ra ngoài luôn. Ủa cái này ráp ở trong quốc band đúng rồi mà. Cái cung đâu? Find wood bow. Kho wood chưa có. Ok. Kho wood. Pine tree. Nãy là chặt fir tree. Thiệt tình. Nó không lên hình mới ghê. Ai nè, ok. Gì? Bon mass là con boss bên đầm lầy cái gì? Nhưng mà chưa lên núi tuyết mà, chủ yếu là vô đầm lầy kiếm đồ ở trỏng. Gì đó. Cái sự nữa. Ngoài ấy. Rồi đây, ta đã có. Trên đó đâu có người tuyết. Yeti á hả? Hay là mấy con golem? Giờ tôi đâu nói lên núi đâu. Cái con chim. À lạnh. Có khúc cây nãy đây nữa. Cây nãy đâu ra lăn xuống đây đây.
Rồi đi, đi lên, đi lên. Cái nhà này càng lúc càng nhỏ rồi đó. Hạn chế chỗ để chúng ta làm việc quá. Rau gơ hả? Mấy con rau gơ bắn cùng đó là bao khó chịu luôn á. Ẩu ẩu cái nó cho một phát lên đường luôn. Gì đó gì đó gì đó. Tưởng ai vô đòi phá nhà tôi chứ. Rồi, firewood bow nâng cấp. Maximum quality. Phải qua bên đó kiếm mấy cái dungeon á rồi đi đào ha. Đi đào xong xuôi rồi á thì mới dễ xử lý được. Đây là Iron Arrow hả? Bronze Head, Linh Head, Bronze luôn. Rồi à, bây giờ phải xách cái sách Linh Kho qua bên đó để làm cái cửa. Hai sách Linh Kho, 10 Trade Swap, 5 Good, 20. Ok. Cất cái này vô luôn. Đi vô cất lông vô. Đồ thì nâng cấp lên từ từ mà. Bắt buộc thôi. Đâu có đồ nào xài hoài được đâu. Tao lộn. Crucible. Bắp. Thì cũng lộn được nữa. Ôi, lên cung đẹp hơn chút. Rồi đó. Úi. Giờ muốn thì chúng ta làm thêm cây kiếm bằng đồng ha. Để vô còn chơi với mấy anh chàng bển nữa. Đánh cây mây cũng được. Không thì lên chờ để lên đồ xịn hơn luôn. Mà bây giờ đi qua bên đó đó phải bơi bơi nữa. Căng quá. Chưa hồi máu lại nữa. Mới ăn đồ ăn vô rồi mà chưa kịp hồi. Chưa có làm được cái bình hồi phục.
Starkbreaker. Ốc gà. Ui, bự chưa, cây búa. Hài. Bắt phải có Banaco nữa hả? Căng nhỉ. Ê! Báo luôn anh ơi. Repair. Đập. Đập nữa. Nó kêu cái bình đó là bình gì quên tên rồi, để coi. Nó từ mấy con lít tương cà của mấy con lít nè. Cái bịch tương cà này được sử dụng mít iso mít Bali flower, vậy là phải trồng cây rồi. Đi trong chỗ mít coi thử, coi kim chem thôi. USO. One pot rồi. Fork. Phải làm cái fork lại. Nó có cái one pot để lên trên. Đẹp hơn. Ấy. Phải xây lại nữa. Không xây lại để nhìn kỳ. Chu Expo. Vậy mà vẫn còn Chu Expo phải che lại nữa. Thì bây giờ ơi phá nhà tôi có mà phá nhà tôi nữa. Hello. Bây giờ chưa có công thức của súp. Có những công thức đang bị khóa. Đang chưa xuất hiện ha. Đây là raspberry rồi nè.
Chúng ta chưa có honey. Giờ cần phải đi kiếm honey để làm đồ hồi phục. À, tới giờ rồi đó. Tới giờ đi một vòng kiếm beehive. Đã đánh dấu rất là nhiều beehive. Đây. Giờ mình chưa có chọn được vị trí để mình xây dựng. Ủa sao nó xuất hiện mấy con gì bự bự không vậy? Nữa rồi kìa. Bật tấn công à. Ta đi đập cái beehive. Giờ xây nhà là phải xây ở cái khu nào mà nó trống trải, gọn gàng ha. Rồi ở một khu vực nếu được thì nó sẽ hơi bằng phẳng một chút. Không thì chúng ta làm cái sàn lên thôi, không có khăn gì. Rồi, kinh bi, ok. Kinh bi đâu? Kinh bi đây. Xa quá xa. Vẫn còn bi hai dưới nữa, bi hai dưới, bi hai trên. Hello. Giờ trước sau gì chúng ta cũng sẽ cần để đánh boss thôi à. Đánh những con boss có hồi phục. Cũng như là lỡ như qua bên kia bị mấy con kia nó bắn nữa. Giờ phải coi coi đồ ăn nào là đồ ăn tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Thực hiện đồ ăn để cho cái ống stamina với lại cái ống HP, ống tương cà nó tăng lên cao nhất ha. Đi nó mới đỡ, không là nó quất cho mệt luôn á. Ta đánh dấu ở đây. Ok. Binh bi đâu? Có chứ sao không. Một tổ lúc nào cũng có con ong nữ hoàng.
Bây giờ để coi làm được gì làm ha. Bây giờ trồng cà rốt, trồng này nọ xuống luôn. Và sẽ có nhiều đồ ăn hơn. Nè có gì không? Úi, có nè. Thì là hồi trước chưa phát hiện. B, ok. Giờ chắc phải làm bánh. Phải lấy cái cauldron nó ra để làm bánh. B2 tiên dòng dứt hết mấy cái B2 còn sót lại trên kia luôn. Có một cái ở dưới này xa quá. Rồi, tới luôn. Chụp rồi. Một phát chụp thẳng xuống dưới này luôn. Hello. Trên này có cái thùng nữa. Ok. Rồi, còn bên kia. Trong phần chơi này á, nếu mà chúng ta không biết nuôi ong á, là sau này á không đánh dấu sẵn á, đi tìm lại á, là khóc luôn, khóc thận luôn. Ủa? Thấy chưa? Kim Bi đâu? Năm con. Máu về luôn. Rồi, năm con thì năm con thôi chứ biết sao giờ. Có năm con mà thôi. Vẫn giỡn như nó. Rồi hết rồi nha. Giờ chúng ta quay về. Phần chơi này á, nó có một cái là đi tới đi lui cực quá. Còn mà quất ba cái cửa xuống á, rồi đi không có tháo cái cửa đi được. Phải như là có cái tele thẳng về luôn mà không có cần đặt cái cửa xuống á, đỡ hơn.
Đâu à? Để coi thử có món đồ ăn nào chúng ta làm được đơn giản không. Con heo. Midway Minor Healing. Rồi, cái bình này đang làm Minor Healing ha. Dày. Dày. Người hiền lành không muốn, cứ phải chọc cho người ta giận dữ lên. Cho một cây. Ok. Thôi bà chào bạn. Cảm ơn bạn nhiều. À, bây giờ chúng ta sẽ cần phải coi cái này ăn. Mưa rồi. Bi hao đâu? Bi hao đây. Bi hai chứ phải bi hao. Bi hai. Nữa hả? Đâu nhiều chuyện ngoại ta. Rồi, B2, MT. Chắc. B đi ngủ rồi. Giờ này là đi ngủ rồi. Nearby fire. Lại nữa. Nhớ cái lần trước hung khói dưới này không? Tắt. Để trong nhà luôn. Ủa này đang là ban ngày hay ban đêm? Đang là ban ngày. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần phải coi làm cái khu fermenter ha. Fermenter rồi mít gì này nọ đó. Khu đó nó phải có mái che. Cắt mở ở phía sau nhà luôn. Nhà này nó thông suốt lắm các bạn. Đi tới đầu luôn á. Cái gì vậy?
Cái gì sập vậy? Sập ghê quá. Máy 45 độ thôi. Máy kia cao quá. Ok. Rồi, bây giờ coi thử coi cái fermenter gắn vô được chưa. Bởi vì như vậy là không expo nữa rồi. Empty. Ủa sao vẫn là 2 expo? You don't have any processable item. Rồi bây giờ là fermenter là được rồi đấy nha. Ây da, bỏ vô trong này làm tùm lum hết. Cái cauldron bây giờ để dưới này là không. Ê, sao đá? Bình tĩnh anh trai. Gì vậy? Biết gì không? Không chống cái nhà lên nó sập á. Sập. Ok chưa? Sắp nha. Nhà độc đáo lắm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cần phải đưa cái máy 45 độ đi cho nó cao chút. Nó có cái góc. Góc 45 độ nè. Ok. Thì còn góc này thì sao? Góc này thì chơi cái này. Nó vừa 45 mà nó vừa 30. Bỏ đi. Không chơi kiểu đó được. Rồi, như vậy là xong nha. Xong. Đem cái fermenter vô trọng. Nó không để ngoài kia được. Gì vậy? Cái dựng khó khăn quá. Chống cái cây vô coi.
Trong cái cây nó lòi lên kìa. Phá cái tường, làm cái cửa. Đủ đường vô hết trơn ha. Ok. Rồi đó. Áo tròn nó nâng cấp lên tới bến rồi ha. Không có nâng cấp được nữa. Cái khu này nó phải cao cái máy lên á thì mới có thể gắn đồ vô được. Rồi bây giờ fermenter này là xài gì? Ta gắn lại cái cauldron nữa. Cái chỗ này đây. Hai cái máy thiệt tình luôn á. Xử lý đơn giản. Nhà này là không biết theo phong cách gì luôn. Xử lý đơn giản thôi. Rồi, cái bếp lửa rồi. Rồi, ta hãy bỏ cái này lên. Chufa Or Chucky Mid Fort Resistance. Làm được rồi nè. Medium healing luôn, ngon lành. Mid bay, tasty. Cần phải được fermented. Miner, terminer, cái nào cũng sẽ cần phải có honey. Cho nên nãy mình phải đi lấy honey. Ok. Vô. Rồi xong. Ây da, chỗ này khói. Có khói bốc lên cao. Cho nó thông gió xíu coi. Khói quá chừng khói luôn. Bạn bị ngập khói cho nên bạn không thở được. Thật tình luôn á, bị ngập khói. Ê gì vậy? Lại phá nhà tôi nữa rồi. Còn hiền nữa, gắn cái cầu thang vô. Đó, gắn cầu thang vô. Mở cửa, đóng cửa vô luôn. Hiền quá. Rồi bây giờ nếu mà không muốn có khói á. Phải xích lên kho được không ta? Lâu quá quên rồi. Cái này là bonfire. Xịn hơn chút. Mà cái này bự lắm. Ồ không được, không được, không được. Bậy rồi, bậy rồi. Bây giờ ta cần làm Tasty Health Regeneration trừ cộng Stamina Regen.
Minor, Minor Healing, Medium Healing, Craft. À, có cái này nữa. Cái này 23 23, so với cái thịt này là 35 12, 30 10, 14 40. Hãy chọn suy nghĩ coi chúng ta bỏ cái gì, lấy cái gì. Rồi bỏ vô và mantin lên men. Cái này nó phải có chỗ để nó xả khói ra nha. Nhưng mà bị cái trời mưa cái là hết xài. Nó hơi khó chịu. What? 20 phút. Hơi bị lâu đó. Crafting. Rồi bây giờ chất ki gì này nọ là ok. Ủa sao có cái này đây nữa? Đây nó tự động nó bỏ vô nè. Bị cái nhà đó đi. Đưa qua bên này. Phải có gì nó bỏ vô chổng. Còn món gì mình chưa làm? Tần suất tấn công ngày càng xuất hiện hoài luôn à. Nhà này nở hậu nha. Mặt tiền vậy thôi chứ bước vô là nở hậu. Thấy nở hậu không? Nở ghê luôn á. Nó còn nở nữa. Rồi, kiểm coi còn thiếu cái gì nữa không trong cái thời kỳ này, thời kỳ đồ đồng. Này đồ làm đẹp thôi. Để cái này quốc bên 9 chỗ quá, đẩy vô một chút. My good dear Tron Club. Di chuyển giường đi chỗ khác nè. Giờ chuyển giường đi chỗ khác thì nó hơi mất công. Nên ta có xoay cái giường lại thôi. Tại vì cái giường nó phải có cái mái che trên đầu thì mới ngủ được. Đưa chân vô chứ ha. Phải đưa chân vô bếp lửa chứ. Tự nhiên đưa đầu vô bếp lửa. Ngủ dậy chắc nhức đầu lắm đó. Ok rồi nè. Test on point. Cho nó rộng rãi ở khu này. Đây là căn cứ tạm thôi. Tất nhiên rồi. Ai mà để như vậy được. Nghĩ sao cái nhà mà để như vậy. Ai chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được ha. Nhà gì kỳ cục vậy. Rồi chưa kể là phải cuốc đất ra trồng cây nữa nè. Oak tree, birch tree. Chúng ta có carrot. Carrot làm được gì ha?
Poison Resistance. Đúng rồi, trước khi vô dùng đầm lầy phải có Poison Resistance nữa. Nhắc mới nhớ. Poison Resistance. Hết Honey. Hết Fermenting Barrel. Fermenting Barrel gì mà dài quá, lâu quá đi. Ok, Poison Resistance. Là để kháng độc. Khi mà đi vô trong đầm lầy nó có chất độc của mấy cái con kia. Boss sao cũng chỉ là một cái bãi bầy nhầy thôi chứ cũng đâu có lại gì đâu. Bone mass mà. Nó là một cái bãi bầy nhầy. Ok luôn. Còn không biết á, các bạn có thể ra đây ngó nè. Có con gì con gì. Ê, có con gì thì ra đây ngó nè. Con hu nè. Cây nè. Kế tiếp là bone mass nè. Bự lắm. Rồi có con rồng. Con rồng này là một những con khó nè. Nói chung là càng đi lên càng khó ha. Còn con cái đầu này cũng khó nữa nè. Còn con này thì rất là căng thẳng luôn. Bây giờ tới lúc mà người ta cập nhật nữa, hình như là còn hai vùng nữa, một cái là Ashland với một cái là Volcano gì đó, thì hả nó sẽ còn căng thẳng hơn nữa. À, để coi chúng ta còn chế tạo được gì nữa không. Nâng cấp Starcracker. Miner Stamina. Hình như một lần là chỉ xài được một búp thôi, chứ không có được xài nhiều. Không có được xài nhiều búp ha. Trong thời gian chờ cái này, chúng ta đi lấy cái B2 còn lại. Mình chơi này á, yêu cầu chúng ta phải chuẩn bị ở giai đoạn, ví dụ như giai đoạn trước phải là lên mắt luôn, xong mới chuẩn bị qua giai đoạn sau, nó đơn giản hơn. Tại vì đồ nó ngộ lắm các bạn. Ví dụ như các bạn bận đồ maximum của giai đoạn, ví dụ như đồng này đây là Bronze Age mà. Nhưng mà các bạn đi qua gặp mấy con Trauger á, là nó tiễn bạn lên đường trong vòng một lúc nhạc luôn. Nó bắn chú, mà nhất là Trauger Archer 2 sao, khủng khiếp luôn á. Nó rất là kỳ lạ. Chúng ta đi là hết hòn đảo này luôn. Bỏ đi em ơi. Bỏ đi mà làm heo. Không bỏ đi là không có làm heo được đâu. Phải nói là bỏ đi mà làm heo mà. Chắc cũng sắp rồi đó.
Ủa nhưng mà cần có cây harpoon mới săn được chứ. Phải đi kiếm đảo hà trước. Phải dông bùm ra khơi này nọ. Nhiều bước phải xử lý lắm. Bây giờ cái pick bắt buộc phải đi tìm đảo hà, tìm Banaco. Banaco chứ không phải Baraku Baraka. Thịt và chỉ nè. Đúng rồi, cái đó đánh dấu đâu vậy? Bên này. Nghe tiếng rồi đó. Kinh bi. Ok. Phần chơi này nó có một cái thôi là mấy anh chàng mà Viking này nè, cái khả năng bơi lội yếu quá. Khả năng bơi lội hơi yếu ha. Chúng ta đi tìm vận may coi. Đi bắt con sói. Thôi thôi. Cái này nó sẽ bị lạnh nhưng mà mình mong men ở khu này thôi. Thôi cắn đã lắm. Theo cái đi. Mong men ở phía rìa bên ngoài rồi bắt đầu freezing rồi đó, nhanh lên. Freezing. Sao mấy em kia có thể hoạt động được ở đây? What? Bảo tuyết luôn mới ghê. Nó làm cái gì vậy? Nó làm cái gì vậy? Có lộn. À, xương quánh lộn. Tưởng cái gì? Hai thế lực quánh lộn. Tưởng cái gì? Quất hết. Tự nhiên thấy nó quánh lộn. Vẫn còn một con ở trên. Tưởng nó bắn cung chứ. Ui da, khó chịu vậy. Nè, lấy cung ra bắn xương nè. Câu hỏi được đặt ra là bắn vô đâu, làm sao lại có sát thương. Đâu đâu đỡ cái coi. Ghê chưa, perfect block luôn. Căng chưa? Rồi coi có con sói nào không? Đỉnh núi này nhỏ quá, chắc không có gì chơi rồi. Phải đi kiếm cái hòn đảo khác có cái núi rồi bự hơn. Núi bự hơn mới chơi được. Có ngôi làng. Không phải copper ha. Làng này là hên lắm luôn á. Thiếu nữa là thành làng bên kia rồi. Con lành luôn. Không có đâu. Khuyên bi. What? Không có khuyên bi. Khuyên bi nằm trên kìa. Phải có, chắc chắn là phải có một con là ít nhất. Núi nhỏ xíu à.
Hỏi nhạc rồi. Ui không có sói luôn mới ghê. Sói đâu? Chinh phục đỉnh núi tuyết luôn rồi. À thôi dọt đi. Ê mới nói có rồi kìa. Có rồi kìa. Con sói đã xuất hiện. Ta mau chóng dọt ra dùng ấm áp. Rượt theo mà. Chắc chắn, chắc chắn. Ui. Ui da, một khúc luôn á. Từ từ bình tĩnh. Ok. Cắn nó. Đúng rồi. Con sói. Cảm ơn cưng nhiều lắm đã thu hút sự chú ý của con sói. Và ta đã giành chiến thắng. Đã có được da sói. Đầu sói. Da sói. Tuyệt vời. Whoop hell. Đi đi đi. Đi thôi đi thôi. Về cái nha. Về cái. Một con sói thôi nó cắn nãy là cũng ba mươi mấy bốn chục giọt. Ghê thiệt. Làm thêm cái kiếm nữa. Nãy quên ta. Thôi chỗ nhỏ quá. Hãy kiếm cái khu khác có cái núi bự hơn đi. Tại vì để cái teleport lại á. Sau này chúng ta tới đó nhanh hơn. Đã về tới nhà. Nhà nhìn thú vị chưa? Chỗ cao chỗ thấp. Không chưa. Chưa xong. Mấy chục giây nữa. Ok, lấy ra. Đâu coi sói làm được gì. Thêm creature, butcher knife. Thêm animal.
chưa thấy có gì đặc biệt. Throne Tower siêu, khiên bự hơn nè. Khiên này sẽ đỡ được nhiều hơn. Mình đang xài cái khiên nhỏ hơn. Đâu? Đồ đâu? Đồ nó chạy ra ngoài rồi. Đây, ok luôn. Medium healing, chính xác. Có bình healing này nè. Ok luôn. Mấy chục bình luôn. Sẵn sàng rồi đó. Rồi, và như vậy là trong ngày hôm nay, chiến binh Viking đang chuẩn bị ha, lên đồ mới, một số nâng cấp tối đa maximum, kiếm thêm những món đồ ăn xịn hơn để chuẩn bị đi vô một cái vùng nguy hiểm hơn. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip khác. Bye bye.